Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và Nhạc lá Bồ Đề. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần 5 Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa qua lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn với nhà báo Phạm Trần. Ông sẽ trình bày về giai đoạn biến động dưới thời chế độ đệ nhất Cộng Hòa, đàn áp Phật giáo và phong trào chống đối Tổng thống Ngô Đình Diệm, cùng những nhận định về tác động của báo chí trong việc loan tải tin tức trong bối cảnh xáo trộn chính trị của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Chương trình do Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Bây giờ chúng ta đi tới một cái giai đoạn biến động của cái thời đệ nhất Cộng Hòa. Đó là tình trạng đàn áp Phật giáo và biểu tình chống Tổng thống Ngô Đình Diệm, một trong những yếu tố quan trọng để đưa tới cái cuộc cách mạng 63 và sau đó là có đưa tới cái sự thảm sát của Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào huynh của ông là ông Ngô Đình Diệm. Thì thưa ông, với vai trò của một nhà báo đó, thì xin ông nhận định nguyên nhân chủ yếu nào để tạo nên tình trạng mà xáo trộn này thưa ông? Cái điều thứ nhất thì chúng ta cũng nhớ rằng là cái vụ mà treo cờ Phật giáo ngày lễ Phật đản ở tại Huế trong cái dịp mà lễ Phật đản. Lúc đó chính quyền không hiểu vì lý do gì, ở chính quyền miền Trung lúc đó, ông Ngô Đình Cần lúc đó ở ngoài đó, ông ấy ra lệnh hay là có lệnh từ Trung ương thì thật sự không ai biết, nhưng mà tôi tin là có lệnh từ Trung ương là không cho phép Phật giáo treo cờ ở trên các cái trụ đèn ở thành phố Huế. Trong khi đó, lễ Công giáo mà lúc đó là Đức cha Ngô Đình Thục làm giám mục địa phận Huế lúc đó, thời gian đó, lại tự do được treo ở trên các cột đèn ở thành phố, làm như là thành phố Huế là thành phố của Công giáo. Cái sự xung đột đó, cái sự khác biệt đó là mầm mống cho phong trào Phật giáo xuống đường, đưa bàn thờ xuống đường, các nhà sư chống đối, và sau đó được đưa đến cái vụ tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức và một số tăng ni Phật giáo, và rồi kéo theo những phong trào thanh niên Phật giáo. Họ thấy như thế là phải bảo vệ giáo hội. Thì cái thời kỳ mà đệ nhất Cộng Hòa chống đối chính phủ Ngô Đình Diệm mà dẫn đến, như anh Công nói, là cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 đó, là bắt nguồn từ vấn đề xung đột tôn giáo. Xung đột tôn giáo và sự được gọi là kỳ thị ở dưới thời đệ nhất Cộng Hòa giữa một gia đình cầm quyền Công giáo với khối Phật giáo. Mà nên nhớ rằng là người dân Việt Nam 80% theo Phật giáo, thành ra cái lợi về vấn đề tuyên truyền, lợi về vấn đề quần chúng là ngả về phía Phật giáo. Thành lập khối Phật giáo ủng hộ cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm do ông Đại tướng Dương Văn Minh cầm đầu. Nếu không có Phật giáo ủng hộ thì ông Dương Văn Minh không bao giờ thành công. Và vì vậy cho nên sau này nó có những cái sự biến cố mà không có lợi gì cho đất nước, thì chúng ta sẽ nói sau. Dạ thưa, với những sự kiện như vậy, là một nhà báo thì ông nghĩ lúc đó mình có cần phải có cái sự cân nhắc về cái tác dụng của một cái bản tin đối với cái tình trạng là an ninh ở trong nước hay không ạ? Cái điều đầu tiên ấy, như tôi nói hồi đầu đó, báo chí loan tin bất cứ một cái sự kiện gì,
Mà đặc biệt như cái vụ Hòa thượng Thích Quảng Đức và phong trào Phật giáo, nó có dính líu đến vấn đề chính trị, cân nhắc một cái hết sức khó khăn. Phần lớn chúng tôi chỉ có dựa vào những lời tuyên bố, phê bình và nhận định của chính phủ. Nhà báo lúc đó không có đi điều tra tại sao Hòa thượng Quảng Đức lại tự thiêu, lực lượng nào đứng đằng sau, người nào xúi giục, có bàn tay của Cộng sản nằm vùng hay không, có bàn tay của Hoa Kỳ xúi giục hay không để thay thế một chính phủ mới. Báo chí chúng tôi lúc đó không có khả năng làm cái chuyện đó, và không ai dám làm cái chuyện đó thì đúng hơn, là bởi vì thứ nhất, đi hỏi, dù có muốn hỏi cũng không ai dám nói, mà cái người nào mà có biết cũng không dám nói, mà phần lớn là không biết. Thấy cái sự kiện nó như vậy là chỉ biết là động lực bởi sự uất ức của bên phía Phật giáo, của bên phía những người bị Công giáo lấn áp ở tại thành phố Huế, và nó lan rộng ra thành phần. Có một cái điều mà tôi có thể nói được là những thành phần xuống đường biểu tình chống đối chính phủ Ngô Đình Diệm, và sau này các cuộc chống đối chính phủ quân nhân do Phật giáo chủ động. Tôi nói cái điều này không có nghĩa là kỳ thị địa phương, nhưng mà là bởi vì tôi xen kẽ vào trong những đoàn biểu tình thì tôi đọc được, tôi thấy được và tôi nghe được tiếng miền Trung nhiều hơn tiếng miền Bắc, tiếng miền Nam thứ yếu nhưng mà dẫn đầu là những cái tiếng người miền Trung. Mà chúng ta nên nhớ cái chiến khu năm Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên là của cái chiến khu nổi tiếng của lực lượng Việt Cộng, và trước đây là lực lượng kháng chiến chống Pháp, về sau này là do Việt Cộng kiểm soát. Và những cái thành phần Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Trị, tôi nghe thấy tiếng nói ở trong các đoàn biểu tình nhiều hơn. Đấy, thì đấy là cái sự kiện có thật. Nhưng mà tôi một lần nữa, tôi không có muốn nói là do người miền Trung, nói một cách tổng quan. Tôi không có đổ lỗi cho ai cả. Nhưng mà tai nghe mắt thấy những cái lực lượng đó, ở trong cái lực lượng đó, trong cái thời kỳ này, những cái biến cố đó đã ảnh hưởng.